trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm hè. Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp câu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đã tiền không con? À dạ, chú ta chú hai. Chú vô. Bây giờ tới vô đằng ta giới thiệu, vô đứng đây người ta giới thiệu. Chú gì? Chú không có đang gì cao. Không đâu rồi, chú vô vô. Cháu nó biết. Cô vô bước cầm hoa lên. Này chú. Rồi, giờ tới bằng anh chị. Anh này chị hai cô dâu á. Chú rể qua đây, chú rể qua đây nè. Chú rể, xin lỗi, sửa chút xíu nha. Chú rể. Bây giờ chú rể đứng dậy đi. Vô đứng dậy đi. Đó. Rồi mấy anh chị tặng quà đó. Đứng qua đứng bên đây, xin lỗi bên này. Rồi, đứng bên này. Đó, mày kêu quay vô thấy mặt hết. Cô qua đứng bên này. Chị đứng đó là che mặt cô dâu rồi. Đó, vậy đó, nó mới đẹp. Rồi. Rồi. Xong rồi. Xong rồi.